Thưa quý vị, báo Người Lao Động đưa tin nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% cho cả năm nay. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, sẽ góp phần giúp doanh nghiệp giảm giá thành hàng hóa, tăng thêm sức cạnh tranh, kích thích tiêu dùng, mở rộng đầu tư sản phẩm, nhưng không làm lạm phát đi lên. Tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ người dân an cư lạc nghiệp, 4 ngân hàng quốc doanh thống nhất dành 120.000 tỷ đồng, lãi suất thấp từ 1,5 đến 2% để mua nhà ở xã hội. Gói tín dụng này về sau có thể nhiều hơn nếu có thêm ngân hàng tham gia. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, nếu các nhà băng tham gia mà bị thiếu hụt về thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng tái cấp vốn. Nội dung này có trên báo Vietnamnet. Những ngày gần đây, dư luận xót xa trước sự việc cháu MC, học sinh lớp 7 tại Bắc Giang, tự sinh con trong nhà tắm. Phải làm mẹ khi đang còn tuổi ăn tuổi lớn, dù việc khiến nhiều người giật mình nhìn lại vấn đề giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ em, độ tuổi học đường thời gian qua. Một thực tế đang tồn tại, nhiều mẹ hàng ngày chỉ quan tâm tới vấn đề học hành, ăn uống của con, nhưng lại rất thờ ơ với vấn đề giáo dục giới tính, tâm sinh lý. Chính điều này dẫn đến nhiều sự cố đáng tiếc. Thông tin có trên báo VOV. Báo Thanh Niên có bài viết, bao giờ công bố phương án thay đổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học? Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Chính phủ chỉ đạo Bộ từ nay đến hết năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh sẽ cơ bản giữ ổn định như năm học 2021-2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục rà soát, điều chỉnh các phương thức tuyển sinh để đảm bảo tính công bằng giữa các phương thức xét tuyển, công bằng cho các thí sinh. Tính đến nay, cả nước có hơn 100 trường đại học công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm nay. Điểm mới của kỳ tuyển sinh là nhiều kỳ thi đánh giá năng lực học sinh được các trường mở để tuyển sinh đầu vào. Bên cạnh tăng thêm lựa chọn cho thí sinh khi đăng ký phương thức xét tuyển, cũng có ý kiến lo ngại xu hướng này làm tăng áp lực thi cử. Góc nhìn của các chuyên gia về điểm mới đáng quan tâm này sẽ có trong vấn đề hôm nay sau ít phút nữa. Thưa quý khán giả, khoảng thời gian này, cùng với việc học theo chương trình trên lớp, nhiều học sinh lớp 12 đang nỗ lực ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức vào cuối tháng 3 tới. Việc tổ chức kỳ thi riêng hay còn gọi là kỳ thi đánh giá năng lực là điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay ở một số trường đại học, hướng đến là nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào, học thật, thi thật và kết quả thật, giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Mục tiêu đã rõ, nhưng việc nở rộ kỳ thi riêng làm dấy lên lo ngại tăng áp lực thi cử cho các em. Liệu có đi ngược quan điểm giảm áp lực thi cử mà nước ta đã thực hiện trong những năm gần đây? Học sinh chỉ cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó kết quả sẽ được dùng để xét tuyển vào đại học. Chúng tôi bàn luận về nội dung này trong vấn đề hôm nay. Việc các trường đại học tổ chức các kỳ thi riêng nằm trong quyền tự chủ được quy định trong Luật Giáo dục Đại học. Nhìn chung, các kỳ thi riêng sẽ giúp các trường chọn được những sinh viên phù hợp với chương trình, phương pháp đào tạo, cả về năng lực, phẩm chất, tâm lý tính cách, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. Do đó, việc tổ chức các kỳ thi riêng cũng hết sức đa dạng về cách thức đánh giá, kiểm tra năng lực thí sinh. Thông qua các kỳ thi này, các trường đại học kiểm tra được kiến thức phổ thông của thí sinh và còn biết được những năng lực khác. Đây được đánh giá là xu hướng rất tiến bộ. Đến nay có 100 trường công bố phương án tuyển sinh năm 2023, trong đó 10 trường đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, gọi chung là kỳ thi riêng để xét tuyển đầu vào. Hiện kỳ thi riêng mang tính đặc thù như của các trường Công an, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi mang tính chất sử dụng chung như của hai Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sau thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm rồi, năm nay đơn vị tiếp tục kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để lấy kết quả xét tuyển kết hợp xét học.
Thưa quý khán giả, sau Tết, nông dân miền Tây Nam Bộ chưa kịp mừng khi giá một số loại trái cây xuất khẩu tăng, thì những ngày gần đây, giá nhiều loại trái bất ngờ quay đầu, giảm sâu. Hiện giá dừa Bến Tre đang ở mức 30.000 đồng đến 40.000 đồng một chục 12 trái, thấp bằng một nửa so với thời gian này năm ngoái. Giá cam giảm chỉ từ 2.000 đồng một ký. Ngoài dừa, cam, một số loại trái cây khác cũng có chiều hướng giảm giá sau một thời gian tăng cao như sầu riêng giảm khoảng 40% so với thời điểm cao nhất. Thanh long, ổi, xoài cũng giảm từ 20 đến 30%. Ở chiều ngược lại, hiện đang có nhiều trái cây Việt loại A có giá cũng vô cùng đắt đỏ, có loại lên tới vài triệu đồng một trái. Vú sữa hoàng kim trên thị trường, loại phổ thông giá dao động từ 100 đến 150.000 đồng một ký, nhưng hàng VIP lên tới 255.000 đồng một ký. Hay như xoài cát Hòa Lộc có giá gần 200.000 đồng một ký, chanh leo vàng VIP 150.000 đồng một ký, chôm chôm nhãn 155.000 đồng một ký. Tây Ninh là vùng đất không có biển, nhưng cho ra đời một loại muối nổi tiếng thơm ngon, trở thành đặc sản giang danh. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, vừa ký quyết định công nhận nghề thủ công truyền thống làm muối ớt ở tỉnh Tây Ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làm muối ớt Tây Ninh là nghề truyền thống được nhiều người biết đến. Theo những người có thâm niên nghề, muối tôm ra đời trong giai đoạn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của quân và dân tỉnh Nha. Ban đầu là muối ớt, muối tôm do các chị, các mẹ ở hậu phương gửi vô rừng tiếp tế cho chồng con ăn dần. Sau giải phóng, muối vẫn được tiếp tục hiện diện trong nhiều gia đình ở Tây Ninh. Nhưng lúc này không chỉ được dùng để ăn với cơm nữa, mà để chấm trái cây. Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ 8 của tỉnh Tây Ninh được công nhận, cùng với nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, lễ kỳ yên đình Gia Lộc, múa trống cho hay dâm, nghề làm bánh tráng phơi sương trảng bàn, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen, lễ hội quan lớn Trà Vong Tân Biên và nghệ thuật chế biến món ăn chay.